các bạn hai cách để kiểm tra tủ điện còn hoạt động hay không. Tủ điện là linh kiện được tạo nên bởi hai bề mặt dẫn điện. Tủ điện trên thì có thể khiến thiết bị hoặc là mạch không hoạt động hoặc là hoạt động không ổn định. Vậy làm thế nào để kiểm tra được là tủ điện còn sống hay là đã chết? Và hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết trong video này nhé. Và để kiểm tra tình trạng của tủ điện thì các bạn có hai phương pháp, đó là sử dụng chế độ đo điện rung. Và với những đồng hồ vạn năng mà không có chế độ đo điện rung thì các bạn có thể sử dụng chức năng đo điện trở để kiểm tra. Và ngay sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra tình trạng của tủ điện bằng chế độ điện rung trên đồng hồ vạn năng dạng điện tử này. Đầu tiên thì các bạn sẽ kết nối đồng hồ vạn năng với kết nối que đo với lại đồng hồ vạn năng này. Màu đỏ chúng ta cắm vào chân đỏ, chân màu đỏ này. Màu đen chúng ta cắm vào chân màu đen này. Sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn thang đo điện rung trên đồng hồ vạn năng. Và đây, các bạn di chuyển đến biểu tượng tủ điện này. Đây, đây các bạn nhé. Trước khi tiến hành kiểm tra tình trạng của tủ điện, các bạn sẽ phải xả tủ điện để không làm ảnh hưởng đến thiết bị này. Các bạn sẽ xả bằng cách là các bạn dùng que đo và quét qua chân tủ điện. Đây. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng tủ điện với giá trị điện rung là 10 microfarad. Các bạn sẽ để ý nhá. Phần phía bên hông của tủ điện thì có dấu trừ, đây là chân âm. Các bạn sẽ kết nối que đỏ với lại chân dương, còn que màu đen sẽ kết nối với lại chân âm. Đây. Đây, mình đặt ở dưới này cho nó dễ. Đây. Đây, các bạn nhìn nhá, kết quả mình thu được trên màn hình là 9,4 này microfarad. Và các bạn sẽ nhìn thấy là cái giá trị mà ở trên màn hình này nó chênh lệch không nhiều so với lại giá trị ở trên tụ điện rung này, thì chứng tỏ là tụ điện vẫn còn hoạt động và vẫn còn hoạt động tốt. Còn nếu mà trong trường hợp mà chẳng hạn như là các bạn sử dụng kiểm tra tình trạng của tụ điện mà có giá trị điện rung là 10 microfarad mà chênh lệch ở trên khi mà các bạn kiểm tra mà kết quả trên màn hình nó chênh lệch nhiều thì chứng tỏ là tụ điện đó không còn hoạt động. Và cách thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thang đo điện trở để kiểm tra tình trạng tụ điện còn sống hay là đã chết. Với những đồng hồ vạn năng mà không có thang đo điện rung này thì các bạn sẽ sử dụng thang đo điện trở để kiểm tra. Và để dùng thang đo điện trở thì các bạn sẽ di chuyển đồng hồ vạn năng này đến thang đo điện trở này. Đây, ký hiệu này cho mình nhé. Đây. Trước khi mà thực hiện đo thì các bạn sẽ lựa chọn thang đo sao cho phù hợp này. Với những cái tụ điện mà có giá trị điện rung lớn thì các bạn sẽ lựa chọn thang đo thấp. Còn với những tụ điện mà có giá trị điện rung nhỏ thì các bạn sẽ lựa chọn thang đo lớn. Còn với những cái đồng hồ vạn năng mà có chức năng tự động lựa chọn giải đo auto thì mình khuyến khích là các bạn nên lựa chọn giải đo auto này. Đây, như đồng hồ vạn năng điện tử ở đây mình chuẩn bị thì có chức năng tự động lựa chọn giải đo auto rồi. Đây các bạn nhé. Và bây giờ thì mình cũng sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng của tủ điện. Và trước khi mà tiến hành để kiểm tra thì các bạn cũng sẽ xả tủ điện này. Đây, mình xả tủ điện nhé. Rồi bây giờ mình sử dụng tụ điện có giá trị điện rung là 10 microfarad này. Mình tiến hành kiểm tra này. Dấu trừ này, màu đen này, chân dương màu đen này, âm này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy màn hình lên các giá trị này, sau cuối cùng là về OL này. Chứng tỏ là tụ điện vẫn còn sống này, vẫn còn hoạt động rất là tốt. Còn nếu mà trường hợp mà trên màn hình hiển thị mà các bạn thấy giá trị không về OL ấy thì chứng tỏ là tụ điện của các bạn đã bị chết rồi, hoặc là hoạt động không tốt. Tương tự thì mình sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng của tụ điện có giá trị điện rung là 100 microfarad. Thì
Thì trước khi mà kiểm tra thì các bạn cũng sẽ xả tụ điện cho mình này. Sau đó thì các bạn kết nối chân que đo với lại cực âm và cực dương ở trên tụ điện đây. Đây các bạn quan sát trên màn hình nhé. Trên màn hình này các bạn sẽ thấy màn hình lên số và sau đó về OL này, chứng tỏ là tình trạng tụ điện này vẫn còn sống và hoạt động tốt. Trên đồng hồ vạn năng dạng kim thì các bạn sẽ chỉ kiểm tra tình trạng của tụ điện với thang đo điện trở thôi. Và đầu tiên thì các bạn cũng sẽ kết nối que đo với lại đồng hồ vạn năng này. Đây, màu đỏ này chân dương này, màu đen này chân âm này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái núm vặn này và các bạn di chuyển cái thang đo điện trở này. Và cũng như mình cũng đã nói ở trước video rồi thì với tụ điện mà có giá trị điện dung nhỏ này thì các bạn sẽ lựa chọn thang đo lớn. Và ngược lại với những tụ điện có giá trị điện dung lớn thì các bạn sẽ lựa chọn thang đo thấp. Và trước khi mà tiến hành kiểm tra thì các bạn cũng sẽ xả tụ điện cho mình này. Đây, các bạn để ý màn hình này. Lên kim về vô cực này. Đấy, các bạn nhìn nhé. Chứng tỏ là tình trạng tụ điện vẫn còn hoạt động này. Còn nếu mà trong trường hợp nhá, nếu mà trong trường hợp mà khi mà các bạn kiểm tra tụ điện ấy mà tụ điện lên kim này, lên không, nhưng mà không về vô cực thì chứng tỏ là tụ điện của các bạn đã bị hỏng rồi. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn hai cách để kiểm tra tình trạng tụ điện còn hoạt động hay không. Nếu các bạn có nhu cầu đặt mua đồng hồ vạn năng thì các bạn hãy truy cập vào website máy đo chuyên dụng.com hoặc các bạn cũng có thể liên hệ đến hotline 0904 810 817. Và đừng quên like, share và ấn theo dõi kênh để cập nhật những video hữu ích nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.